Chương 3 Thi hành án phạt tù 11. Thủ tục thi hành án phạt tù và chế độ quản lý giam giữ giáo dục phạm nhân Điều 22 Quyết định thi hành án phạt tù 1. Quyết định thi hành án phạt tù phải ghi rõ họ tên chức vụ người ra quyết định bản án quyết định được thi hành tên cơ quan có nhiệm vụ thi hành quyết định thi hành án họ tên ngày tháng năm sinh nơi cư trú của người bị kết án Thời hạn chấp hành án phạt tù, thời hạn chấp hành hình phạt bổ sung, trường hợp người bị kết án đang tại ngoại. Quyết định thi hành án phải ghi rõ trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, người bị kết án phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nơi người đó cư trú, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người đó làm việc. Hai. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án phạt tù, tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân cơ quan sau đây: A. Người chấp hành án và người đại diện trong trường hợp người chấp hành án là người dưới 18 tuổi. B. Viện kiểm sát cung cấp. C. Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu. D. Trại tạm giam nơi người chấp hành án đang bị tạm giam hoặc cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nơi người chấp hành án đang bị tạm giam tại nhà giam giữ hoặc đang tại ngoại. D. Sở tư pháp nơi tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở. E. Bộ ngoại giao trong trường hợp người chấp hành án là người nước ngoài. Điều 23. Thi hành quyết định thi hành án phạt tù. 1. Trường hợp người bị kết án phạt tù đang bị tạm giam thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, trại tạm giam thuộc công an cấp tỉnh Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nơi người bị kết án phạt tù đang bị tạm giam phải tống đạt quyết định thi hành án cho người bị kết án và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách người chấp hành án phạt tù để báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an. Trường hợp người bị kết án phạt tù đang bị tạm giam tại trạm tạm giam thuộc Bộ Công an, thì trại tạm giam phải tống đạt quyết định thi hành án cho người bị kết án, hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách để báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an. Trường hợp người đang chấp hành án bị kết án về hành vi phạm tội khác, thì trại tạm giam tống đạt quyết định thi hành án của bản án mới cho người đó. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh hoặc trại tạm giam thuộc bộ công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc bộ công an ra quyết định đưa người chấp hành án đi chấp hành án. 2. Trường hợp người bị kết án phạt tù đang bị tạm giam tại trại tạm giam cấp quân khu thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, trại tạm giam phải tống đạt quyết định thi hành án cho người bị kết án và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách người chấp hành án phạt tù để báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng. Trường hợp người bị kết án phạt tù đang bị tạm giam tại trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng thì trại tạm giam phải tống đạt quyết định thi hành án cho người bị kết án, hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách để báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng. Trường hợp người đang chấp hành án bị kết án về hành vi phạm tội khác thì trại giam tống đạt quyết định thi hành án của bản án mới cho người đó. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu hoặc trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng ra quyết định đưa người chấp hành án đi chấp hành án. 3. Trong thời gian chờ chuyển đến nơi chấp hành án phạt tù, người chấp hành án được hưởng chế độ như đối với phạm nhân. 4. Trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại thì trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, người chấp hành án phải có mặt tại trụ sở cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu được chỉ định trong quyết định thi hành án. Quá thời hạn này mà người đó không có mặt, cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp hoặc vệ binh hỗ trợ tư pháp thực hiện áp giải thi hành án. Trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại bỏ trốn thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt. Trường hợp người đó có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thực hiện trưng cầu giám định. Trường hợp kết quả giám định xác định người đó mắc bệnh tâm thần, bệnh khác, làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu đề nghị tòa án đã ra quyết định thi hành án, quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh. Trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại, chết thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu báo cáo tòa án đã ra quyết định thi hành án để ra quyết định đình chỉ thi hành án. Điều 24. Thủ tục hoãn chấp hành án phạt tù. 1. Đối với người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại, chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành án có thể tự mình hoặc theo đơn đề nghị của người bị kết án, văn bản đề nghị của Viện Kiểm sát cung cấp, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, nơi người chấp hành án cư trú, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người chấp hành án làm việc hoặc cư trú ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, đơn đề nghị hoặc văn bản đề nghị phải được gửi cho tòa án đã ra quyết định thi hành án kèm theo các giấy tờ có liên quan. 2. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù, chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành án phải xem xét quyết định Trường hợp không đồng ý hoãn chấp hành án phạt tù thì chánh án phải có văn bản trả lời người có đơn đề nghị hoặc cơ quan có văn bản đề nghị và thông báo cho viện kiểm sát cung cấp trong đó nêu rõ lý do không chấp nhận. 3. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan sau đây. A. người được hoãn chấp hành án và người đại diện trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người dưới 18 tuổi. B viện kiểm sát cung cấp. C. Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người được hoãn thi hành án cư trú làm việc. D. Sở tư pháp nơi tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở. D. Bộ Ngoại giao trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người nước ngoài. Điều 25. Thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. 1. Khi nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù của tòa án cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải ngừng việc làm thủ tục đưa người chấp hành án phạt tù đi chấp hành án. Sau gửi quyết định hoãn chấp hành án phạt tù cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi người được hoãn chấp hành án cư trú, hoặc đơn vị quân đội được giao quản lý người đó, và lập hồ sơ thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. 2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải triệu tập người được hoãn chấp hành án đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị quân đội đang quản lý người đó để thông báo quyết định và yêu cầu người đó cam kết bằng văn bản chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Người được hoãn chấp hành án phạt tù phải có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trường hợp người được hoãn chấp hành án phạt tù không cam kết thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập biên bản và thông báo cho tòa án đã ra quyết định hoãn chấp hành án và tù để xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp người được hoãn chấp hành án không có mặt theo yêu cầu triệu tập thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phối hợp với ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội để xác minh và yêu cầu họ có mặt tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội để làm thủ tục thông báo và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Trường hợp người được hoãn chấp hành án vì lý do bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện hoặc tại nhà mà không thể có mặt theo yêu cầu triệu tập thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phối hợp với ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội và bệnh viện nơi điều trị, gia đình người được hoãn để làm thủ tục thông báo và cam kết chấp hành pháp luật. 3 trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản sao quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phải lập hồ sơ quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù. Hàng tháng, ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù phải báo cáo cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu về việc quản lý người được hoãn chấp hành án. Người được hoãn chấp hành án không được đi khỏi nơi cư trú trong thời gian được hoãn chấp hành án nếu không được sự đồng ý của ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội và phải có mặt theo yêu cầu triệu tập của ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án. Việc thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc của người được hoãn chấp hành án được thực hiện theo quy định tại điều 68 của luật này. Trường hợp người được hoãn chấp hành án vì lý do bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện ngoài nơi cư trú thì ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội có trách nhiệm phối hợp với gia đình để quản lý người đó. 4. Trong thời gian được hoãn chấp hành án mà người được hoãn chấp hành án phạt tù lại thực hiện hành vi phạm tội mới, bỏ trốn hoặc vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án báo cáo cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để đề nghị chánh án tòa án có thẩm quyền xem xét ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan được quy định tại khoảng 3 điều 24 của luật này. Ngay sau khi nhận được quyết định của tòa án, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu tổ chức thi hành án. Trường hợp người được hoãn chấp hành án bỏ trốn thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt. 5. Trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù mà người được hoãn chấp hành án chết thì ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phải báo cáo cho cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để thông báo cho tòa án đã ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù ra quyết định đình chỉ thi hành án và giải quyết các thủ tục có liên quan. 6. Chậm nhất là 7 ngày trước khi hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù, chánh án tòa án ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù phải thông báo bằng văn bản về việc hết thời hạn hoãn và gửi ngay cho cá nhân cơ quan quy định tại khoảng 3 điều 24 của luật này. Sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù mà người được hoãn không có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để chấp hành án thì thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra quyết định áp giải thi hành án trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. 7. Đối với người được hoãn chấp hành án phạt tù vì lý do do bệnh nặng, nếu xét thấy có dấu hiệu phục hồi sức khỏe mà vẫn lấy lý do về sức khỏe để trốn tránh việc chấp hành án, hoặc người được hoãn chấp hành án phạt tù có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nơi người được hoãn chấp hành án phạt tù cư trú cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đơn vị quân đội được giao quản lý người đó có trách nhiệm trưng cầu giám định y khoa tại bệnh viện cấp tỉnh bệnh viện cấp quân khu trở lên hoặc trưng cầu giám định pháp y tâm thần tại tổ chức giám định pháp y tâm thần có thẩm quyền trường hợp kết quả giám định xác định người được hoãn chấp hành án đã phục hồi sức khỏe thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thực hiện việc đưa người đó đến nơi chấp hành án và thông báo cho tòa án đã ra quyết định hoãn chấp hành án. Trường hợp kết quả giám định xác định người đó mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu đề nghị chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành án để ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án và áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh. Chi phí giám định do cơ quan trưng cầu giám định chi trả. Điều 26. Hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù. 1. Hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù phải có đủ các tài liệu sau đây: a. Bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật Trường hợp xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thì phải có bản án sơ thẩm kèm theo. B. Quyết định thi hành án phạt tù. C. Quyết định của cơ quan quản lý thi hành án hình sự đưa người chấp hành án phạt tù đến trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện. D. Danh bản của người chấp hành án phạt tù. D. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh quốc tịch đối với người chấp hành án phạt tù là người nước ngoài. E. Phiếu khám sức khỏe và tài liệu khác có liên quan đến sức khỏe của người chấp hành án phạt tù. G. Bản nhận xét việc chấp hành nội quy của trại tạm giam, nhà tạm giữ đối với người bị tạm giam. H. Tài liệu khác có liên quan. 2. Trường hợp con của người bị kết án phạt tù theo mẹ vào trại giam thì phải có giấy khai sinh. Trường hợp chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh do cơ quan y tế nơi trẻ em được sinh ra cấp hoặc văn bản của người làm chứng nếu trẻ em được sinh ra ngoài cơ sở y tế. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có báo cáo bằng văn bản của cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, trại tạm giam chuyển người bị kết án phạt tù đến trại giam để chấp hành án, kèm theo giấy cam đoan của mẹ về việc sinh con. Trại giam có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em theo mẹ vào trại giam theo quy định của pháp luật về đăng ký quản lý hộ tịch. 3 Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ quy định tại khoản 1 điều này, tổ chức đưa người bị kết án phạt tù và hồ sơ kèm theo đến bàn giao cho trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện đã được chỉ định để thi hành án. Điều 27 quyền và nghĩa vụ của phạm nhân. 1. Phạm nhân có các quyền sau đây: A. Được bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, được phổ biến quyền và nghĩa vụ của mình nội quy trong cơ sở giam giữ phạm nhân. B. Được bảo đảm chế độ ăn ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế theo quy định, gửi, nhận thư, nhận quà, tiền, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án. C. Được tham gia hoạt động thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa nghệ thuật. D. Được lao động, học tập, học nghề. D. Được gặp, liên lạc với thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân. Đối với phạm nhân là người nước ngoài, được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự. E. Được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật. G. Được bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo, được đề nghị xét đặc xá, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. H. Được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Y. Được sử dụng kinh sách bày tỏ niềm tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật. K. Được khen thưởng khi có thành tích trong quá trình chấp hành án. 2. Phạm nhân có các nghĩa vụ sau đây. A. Chấp hành bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong quá trình thi hành án hình sự và các quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. B. Chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ phạm nhân các tiêu chuẩn thi đua chấp hành án. C. Chấp hành yêu cầu mệnh lệnh hướng dẫn của cán bộ cơ sở giam giữ phạm nhân. D. Lao động, học tập, học nghề theo quy định. D. Phạm nhân làm hư hỏng, làm mất hoặc hủy hoại tài sản của người khác thì phải bồi thường. 3. Phạm nhân có quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật này. Điều 28 tiếp nhận người chấp hành án phạt tù. 1. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện được chỉ định thi hành án phải tiếp nhận người chấp hành án phạt tù khi có đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 26 của luật này. 2. Khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện có trách nhiệm sau đây: a. Kiểm tra thông tin để xác định đúng người chấp hành án phạt tù theo quyết định thi hành án của tòa án. b lập biên bản giao nhận người chấp hành án phạt tù, biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu. C. Kiểm tra người chấp hành án phạt tù, kiểm tra và xử lý đồ vật mang theo trước khi đưa vào buồng giam. D. Tổ chức khám sức khỏe cho người chấp hành án phạt tù và trẻ em dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam nếu có. D. Giải thích quyền nghĩa vụ của phạm nhân, phổ biến nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân. 3. Cơ quan tiếp nhận phổ biến cho phạm nhân thực hiện các quy định sau đây: A. À, chỉ được đưa vào buồng giam những đồ dùng theo quy định. Trường hợp có tư trang chưa dùng đến, có tiền giấy tờ có giá, các loại thẻ thanh toán bằng hình thức điện tử, vàng bạc, đá quý, kim loại quý thì phải gửi trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện quản lý. Trường hợp phạm nhân có nhu cầu được chuyển số tiền, đồ dùng tư trang cho thân nhân hoặc người đại diện và chịu chi phí thì trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện có trách nhiệm thực hiện việc chuyển hoặc giao trực tiếp cho thân nhân hoặc người đại diện của phạm nhân tại nơi chấp hành án. B. Không được sử dụng tiền giấy tờ có giá tại nơi chấp hành án. Việc phạm nhân mua lương thực, thực phẩm và các hàng hóa khác để phục vụ đời sống sinh hoạt tại nơi chấp hành án được thực hiện bằng hình thức mua qua sổ lưu ký. C không được đưa vào nơi chấp hành án đồ vật thuộc danh mục cấm do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. 4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận người chấp hành án, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện phải thông báo cho tòa án đã ra quyết định thi hành án, thân nhân của người chấp hành án phạt tù biết và báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự. Điều 29. Hồ sơ phạm nhân 1. Hồ sơ tài liệu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 26 của luật này. 2. Biên bản giao nhận người chấp hành án phạt tù, biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu, biên bản giao nhận tiền tài sản khác của người chấp hành án phạt tù gửi lưu ký hoặc giao cho thân nhân, người đại diện của họ quản lý, quyết định biên bản xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm nếu có. 3. Tài liệu phản ánh kết quả chấp hành các quy định về thi hành án phạt tù, tài liệu về sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh. Tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền nghĩa vụ của người chấp hành án phạt tù trong thời gian chấp hành án, tài liệu về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, biên bản quyết định kỷ luật về việc vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, pháp luật về thi hành án phạt tù, tài liệu liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, đề nghị của người chấp hành án, tài liệu về thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự nếu có. 4. Tài liệu khác có liên quan trong quá trình chấp hành án. Điều 30 Giam giữ phạm nhân 1. Trại giam tổ chức giam giữ phạm nhân như sau A. Khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án phạt tù trên 15 năm, tù trung thân, phạm nhân thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm B. Khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án phạt tù từ 15 năm trở xuống, phạm nhân có mức án phạt tù trên 15 năm đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và thời hạn chấp hành án còn lại dưới 15 năm phạm nhân thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm đã chấp hành 1 phần 2 thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được giảm thời hạn chấp hành án. C. Buồn kỷ luật đối với phạm nhân bị kỷ luật. 2. Trong các khu giam giữ quy định tại khoản 1 điều này, những phạm nhân dưới đây được bố trí giam giữ riêng. A. Phạm nhân nữ. B. Phạm nhân là người dưới 18 tuổi. C. Phạm nhân là người nước ngoài. D. Phạm nhân là người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. D. Phạm nhân có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời gian chờ quyết định của tòa án. E. Phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam. G. Phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân. 3. Phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính có thể được giam giữ riêng. 4 trong trại tạm giam, những phạm nhân quy định tại điểm A và điểm G khoảng 2 điều này được bố trí giam giữ riêng. 5. Phạm nhân được chia thành các đội, tổ để lao động, học tập và sinh hoạt. Căn cứ vào tính chất của tội phạm, mức hình phạt, đặc điểm nhân thân của phạm nhân, kết quả chấp hành án. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, quyết định việc phân loại, chuyển khu giam giữ. Điều 31. Chế độ học tập, học nghề của phạm nhân. 1 phạm nhân được phổ biến pháp luật, giáo dục công dân và được học văn hóa, học nghề. Phạm nhân chưa biết chữ phải học văn hóa để xóa mù chữ. Phạm nhân là người nước ngoài được khuyến khích học tiếng Việt. Phạm nhân được bố trí một ngày trong tuần để học tập, học nghề, trừ ngày Chủ nhật, lễ, Tết theo quy định của pháp luật. 2. Căn cứ yêu cầu quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân và thời hạn chấp hành án, trại giam, trại tạm giam, tổ chức dạy học cho phạm nhân, Căn cứ điều kiện thực tế, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện tổ chức dạy học cho phạm nhân. 3. Chương trình nội dung học tập, học nghề của phạm nhân do chính phủ quy định. Điều 32. Chế độ lao động của phạm nhân. 1. Phạm nhân được tổ chức lao động phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, hòa nhập cộng đồng. Phạm nhân lao động phải dưới sự giám sát quản lý của trại giam, trại tạm giam. Thời giờ lao động của phạm nhân không quá 8 giờ trong một ngày và 5 ngày trong một tuần, được nghỉ vào các ngày chủ nhật, lễ Tết theo quy định của pháp luật. Trường hợp đột xuất hoặc thời vụ, giám thị trại giam có thể yêu cầu phạm nhân làm thêm giờ nhưng không được vượt quá tổng số giờ làm thêm trong ngày theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp phạm nhân lao động thêm giờ hoặc lao động trong ngày nghỉ thì được nghỉ bù hoặc được bồi dưỡng bằng tiền hiện vật. Trại giam phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho phạm nhân. 2 Phạm nhân nữ được bố trí làm công việc phù hợp với giới tính, không được bố trí làm công việc không sử dụng lao động nữ theo quy định của pháp luật về lao động. 3. Phạm nhân bị bệnh hoặc có nhược điểm về thể chất, tâm thần thì tùy mức độ tính chất của bệnh và trên cơ sở chỉ định của y tế trại giam trại tạm giam được miễn hoặc giảm thời gian lao động. 4. Phạm nhân được nghỉ lao động trong các trường hợp sau đây: A. Phạm nhân bị bệnh không đủ sức khỏe lao động và được y tế trại giam xác nhận. B phạm nhân đang điều trị tại cơ sở y tế. C. Phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi đang ở cùng mẹ trong trại giam mà bị bệnh, được y tế trại giam xác nhận. D. Phạm nhân nữ có thai được nghỉ lao động trước và sau khi sinh con theo quy định của pháp luật về lao động. Điều 33. Tổ chức lao động cho phạm nhân. 1. Căn cứ vào độ tuổi, sức khỏe, giới tính, mức án tính chất, mức độ hành vi phạm tội của phạm nhân, điều kiện đất đai, tài nguyên, ngành, nghề, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, nguồn vốn mà trại giam đang quản lý và điều kiện cụ thể của trại giam, khả năng hợp tác với tổ chức cá nhân để tổ chức lao động cho phạm nhân, giám thị trại giam lập kế hoạch tổ chức lao động cho phạm nhân trong năm, gửi cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng để phê duyệt. 2. Kế hoạch tổ chức lao động cho phạm nhân hàng năm phải có các nội dung cơ bản sau đây. A. Tổng số phạm nhân, trong đó có số lượng phạm nhân đủ điều kiện lao động theo quy định của pháp luật. B. Dự kiến chi phí cho lao động, trích khấu hao tài sản cố định. C. Dự kiến kết quả lao động của phạm nhân trên là thu chi trong tổ chức lao động của phạm nhân. D. Dự kiến đề xuất kế hoạch sử dụng kết quả lao động của phạm nhân. 3. Trại giam tổ chức lao động cho phạm nhân theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều này phê duyệt 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 34. Sử dụng kết quả lao động của phạm nhân. 1. Kết quả lao động của phạm nhân sau khi trừ các chi phí hợp lý được sử dụng như sau: A. bổ sung mức ăn cho phạm nhân. B. lập quỹ hòa nhập cộng đồng để chi hỗ trợ cho phạm nhân khi chấp hành xong án phạt tù. C. bổ sung vào quỹ phúc lợi khen thưởng của trại giam. D chi hỗ trợ đầu tư trở lại cho trại giam phục vụ việc tổ chức lao động, giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân, nâng cao tay nghề cho phạm nhân, chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù. D. Chi trả một phần công lao động cho phạm nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất, chi hỗ trợ cho phạm nhân bị tai nạn lao động. 2. Phạm nhân được sử dụng theo quy định số tiền thưởng quy định tại điểm C khoảng 1 điều này và số tiền được nhận quy định tại điểm D khoảng 1 điều này hoặc gửi trại giam quản lý và được nhận lại khi chấp hành xong án phạt tù. 3. Việc thu chi từ hoạt động lao động, học nghề của phạm nhân được thực hiện như sau. A. Trại giam mở sổ sách kế toán và việc ghi chép hạch toán nghiệp vụ thu chi tài chính phát sinh. Báo cáo tài chính thực hiện theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Mọi khoản thu chi từ hoạt động lao động, học nghề của phạm nhân được phản ánh qua hệ thống sổ sách tài vụ kế toán của trại giam. B. Trại giam tập hợp đầy đủ các chi phí quy định tại khoản 1 điều này vào giá thành sản phẩm. C. Báo cáo kết quả thu chi từ hoạt động lao động của phạm nhân trong các trại giam là báo cáo tổng hợp về số liệu, tình hình và kết quả thu chi từ hoạt động tổ chức lao động cho phạm nhân. Giám thị trại giam chịu trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp và báo cáo thuyết minh chi tiết về kết quả thu chi từ hoạt động lao động của phạm nhân gửi cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. D. Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt báo cáo kết quả thu chi từ hoạt động lao động của phạm nhân và báo cáo cơ quan quản lý tài chính của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo quy định của pháp luật. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 35. Xếp loại chấp hành án phạt tù. 1. Trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân được nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành án phạt tù theo tuần, tháng, quý, 6 tháng, 1 năm. Việc nhận xét, đánh giá phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, dân chủ và bảo đảm tính liên tục. 2. Căn cứ kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, học tập, lao động cải tạo, kết quả khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra để nhận xét, đánh giá và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân theo một trong các mức tốt, khá, trung bình, kém. 3. Kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù theo quý, 6 tháng, 1 năm phải bằng văn bản, được lưu hồ sơ phạm nhân. Phạm nhân lập công thì được nâng mức xếp loại chấp hành án phạt tù. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 36. Thủ tục đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. 1. Thẩm quyền đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được quy định như sau: A. trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; B. cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; C. viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, viện kiểm sát quân sự cấp quân khu. 2. Cơ quan có thẩm quyền nơi phạm nhân đang chấp hành án quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và chuyển cho tòa án có thẩm quyền xem xét quyết định. 3. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, chánh án tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án phải xem xét quyết định. Trường hợp không đồng ý tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thì chánh án tòa án phải có văn bản thông báo cho viện kiểm sát cùng cấp và cơ quan đề nghị tạm đình chỉ, trong đó nêu rõ lý do không chấp nhận. 4 việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm do người đã kháng nghị quyết định. Điều 37. Thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. 1. Ngay sau khi ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân cơ quan sau đây: a. người được tạm đình chỉ và người đại diện trong trường hợp người được tạm đình chỉ là người dưới 18 tuổi. b. Cơ quan đề nghị tạm đình chỉ, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nơi người được tạm đình chỉ đang chấp hành án. C. Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được tạm đình chỉ về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người đó. D. Viện kiểm sát cùng cấp. D. Tòa án đã ra quyết định thi hành án. E. Sở tư pháp nơi tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ có trụ sở. G. Bộ Ngoại giao trong trường hợp người được tạm đình chỉ là người nước ngoài. 2. Trường hợp viện trưởng viện kiểm sát quyết định tạm đình chỉ thi hành án phạt tù thì phải gửi quyết định đó cho sở tư pháp nơi viện kiểm sát đã ra quyết định có trụ sở và cá nhân cơ quan quy định tại các điểm A, B, C, D và G khoảng 1 điều này. 3. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện đang quản lý người được tạm đình chỉ Tổ chức giao người được tạm đình chỉ cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người đó. Thân nhân của người được tạm đình chỉ có trách nhiệm tiếp nhận người được tạm đình chỉ. Trường hợp người được tạm đình chỉ bị bệnh nặng đang phải điều trị tại bệnh viện thì trại giam trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện giao người được tạm đình chỉ cho thân nhân người đó tại bệnh viện, lập biên bản giao người thông báo và gửi biên bản giao người cho cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nơi người đó về cư trú, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu được giao quản lý có trách nhiệm phối hợp với thân nhân của người đó để theo dõi quản lý người được tạm đình chỉ trong thời gian người đó điều trị tại bệnh viện. Trường hợp người được tạm đình chỉ xuất viện thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nơi người đó về cư trú Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu được giao quản lý người được tạm đình chỉ cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý. 4. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người được tạm đình chỉ về cư trú có trách nhiệm lập hồ sơ thi hành quyết định tạm đình chỉ trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao người được tạm đình chỉ hoặc biên bản giao người được tạm đình chỉ ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được tạm đình chỉ về cư trú đơn vị quân đội được giao quản lý người được tạm đình chỉ có trách nhiệm lập hồ sơ quản lý người được tạm đình chỉ trong thời gian tạm đình chỉ người được tạm đình chỉ không được đi khỏi nơi cư trú nếu không được sự đồng ý của ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú đơn vị quân đội được giao quản lý Báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý, phải tự giác trình báo cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu khi hết thời hạn tạm đình chỉ hoặc khi sức khỏe phục hồi để tiếp tục chấp hành án. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người được tạm đình chỉ có trách nhiệm theo dõi, giám sát người được tạm đình chỉ xem xét giải quyết cho người đó được đi khỏi nơi cư trú, nơi làm việc, triệu tập người được tạm đình chỉ để yêu cầu báo cáo việc chấp hành pháp luật trong thời gian tạm đình chỉ. Hàng tháng phải báo cáo cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu về việc quản lý người được tạm đình chỉ. 5. Việc tiếp tục thi hành án đối với người được tạm đình chỉ thực hiện như sau. A. Chậm nhất 7 ngày trước khi hết thời hạn tạm đình chỉ, Chánh án tòa án đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, phải thông báo bằng văn bản và gửi ngay thông báo đó cho cá nhân, cơ quan quy định tại khoản 1 điều này. Sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù mà người được tạm đình chỉ không có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để chấp hành án, thì thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra quyết định áp giải thi hành án trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan b đối với người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù vì lý do bệnh nặng nếu xét thấy có dấu hiệu phục hồi sức khỏe mà vẫn lấy lý do về sức khỏe để trốn tránh việc chấp hành án hoặc người được tạm đình chỉ chấp hành án có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nơi người được tạm đình chỉ cư trú Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đơn vị được giao quản lý người đó có trách nhiệm trưng cầu giám định y khoa tại bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện cấp quân khu trở lên hoặc trưng cầu giám định pháp y tâm thần tại tổ chức giám định pháp y tâm thần có thẩm quyền. Trường hợp kết quả giám định xác định người được tạm đình chỉ chấp hành án đã phục hồi sức khỏe thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thực hiện việc đưa người đó đến nơi chấp hành án và thông báo cho tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ. Trường hợp kết quả giám định xác định người đó mắc bệnh tâm thần, bệnh khác, làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi, thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu đề nghị tòa án đã ra quyết định thi hành án để ra quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ và áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh. Chi phí giám định do cơ quan trưng cầu giám định chi trả. 6. Trong thời gian được tạm đình chỉ, người được tạm đình chỉ lại thực hiện hành vi phạm tội mới bỏ trốn hoặc vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó tạm đình chỉ cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người tạm đình chỉ, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để thông báo cho tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tòa án ra quyết định tạm đình chỉ phải xem xét ra quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ và gửi quyết định đó cho cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, viện kiểm sát Cùng cấp. Trường hợp người được tạm đình chỉ bỏ trốn, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt. 7. Trường hợp người được tạm đình chỉ chết, ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người đó báo cáo cho cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để thông báo cho tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ và tòa án đã ra quyết định thi hành án. Trường hợp người được tạm đình chỉ chết khi đang điều trị tại bệnh viện theo quy định tại khoảng 3 điều này thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu báo cáo cho tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ và tòa án đã ra quyết định thi hành án, viện kiểm sát cung cấp. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, tòa án đã ra quyết định thi hành án phải quyết định đình chỉ thi hành án và gửi cho cơ quan quy định tại các điểm B, C, D, E và G khoảng 1 điều này và tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án. Điều 38. Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. 1. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm A và điểm B khoảng 1 điều 36 của luật này có quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. 2. Cơ quan có thẩm quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có trách nhiệm lập hồ sơ và chuyển cho tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân chấp hành án xem xét quyết định. Đồng thời gửi một bộ hồ sơ đến viện kiểm sát cùng cấp với tòa án. Hồ sơ bao gồm: A. bản sao bản án. Trường hợp xét giảm bản án từ lần 2 thì bản sao bản án được thay bằng bản sao quyết định thi hành án. B. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. C. Kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù theo quý 6 tháng 1 năm, quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc phạm nhân lập công. D. Kết luận của bệnh viện, hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên về tình trạng bệnh tật đối với trường hợp phạm nhân bị bệnh hiểm nghèo hoặc tài liệu thể hiện phạm nhân là người quá già yếu. D. Bản sao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với trường hợp đã được giảm. E. Tài liệu chứng minh kết quả bồi thường nghĩa vụ quân sự của người được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, chánh án tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án thành lập hội đồng và tổ chức phiên họp để xét quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thành phần hội đồng gồm 3 thẩm phán. Phiên họp có sự tham gia của kiểm sát viên viện kiểm sát cung cấp. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của tòa án thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung. 4. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tòa án phải gửi quyết định đó cho người chấp hành án, cơ quan đề nghị giảm thời hạn chấp hành án, viện kiểm sát cung cấp, viện kiểm sát cấp trên trực tiếp tòa án đã ra quyết định thi hành án. Sở tư pháp nơi tòa án ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có trụ sở. Bộ Ngoại giao trong trường hợp người được giảm thời hạn chấp hành án là người nước ngoài. 5. Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện mỗi năm 3 đợt. Người chấp hành án mỗi năm chỉ được xét giảm thời hạn chấp hành án một lần. Trong trường hợp sau khi giảm thời hạn chấp hành án mà có lý do đặc biệt đáng được khoan hồng thêm như đã lập công, đã quá già yếu hoặc bị bệnh hiểm nghèo thì có thể được xét giảm tiếp nhưng không quá 2 lần trong một năm. Điều 39. Thủ tục miễn chấp hành án phạt tù. 1. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, viện kiểm sát quân sự cấp quân khu nơi người chấp hành án phạt tù đang cư trú hoặc làm việc lập hồ sơ đề nghị tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án quân sự cấp quân khu xét miễn chấp hành án phạt tù. Hồ sơ bao gồm: a. Bản sao bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. B. Văn bản đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát có thẩm quyền. C. Đơn xin miễn chấp hành án phạt tù của người bị kết án. D. Đối với người bị kết án đã lập công hoặc lập công lớn thì phải có bản tường trình có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Đối với người bị kết án bị bệnh hiểm nghèo thì phải có kết luận của bệnh viện, hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên. Đối với người bị kết án chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đó cư trú. 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn chấp hành án phạt tù, chánh án tòa án có thẩm quyền thành lập hội đồng và tổ chức phiên họp để xét quyết định miễn chấp hành án phạt tù. Thành phần hội đồng gồm 3 thẩm phán. Phiên họp có sự tham gia của kiểm sát viên, viện kiểm sát cung cấp, Trường hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của tòa án, thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung. 3. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc miễn chấp hành án phạt tù, tòa án phải gửi quyết định đó cho người chấp hành án. Viện Kiểm sát đề nghị, Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp, cơ quan thi hành án hình sự cung cấp, tòa án đã ra quyết định thi hành án. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó miễn chấp hành án cư trú. Đơn vị quân đội được giao quản lý người đó, Sở tư pháp nơi tòa án đã ra quyết định có trụ sở, Bộ ngoại giao trong trường hợp người được miễn chấp hành án là người nước ngoài. 4. Ngay sau khi nhận được quyết định miễn chấp hành án phạt tù, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện phải làm thủ tục trả tự do cho người được miễn chấp hành án và báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp trên. Điều 40. Thực hiện trích xuất phạm nhân. 1. Cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có yêu cầu trích xuất phạm nhân phải gửi văn bản yêu cầu cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự. Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, nơi cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có yêu cầu trích xuất để yêu cầu người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 điều này ra lệnh trích xuất. Khi nhận được yêu cầu trích xuất phạm nhân, người có thẩm quyền phải ra lệnh trích xuất. 2 thẩm quyền trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra truy tố xét xử được thực hiện như sau a thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc bộ công an ra lệnh trích xuất đối với phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam trại tạm giam thuộc bộ công an b thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc bộ quốc phòng ra lệnh trích xuất đối với phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam trại tạm giam thuộc bộ quốc phòng thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra lệnh trích xuất Đối với phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam cấp quân khu, c. Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh ra lệnh trích xuất đối với phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam hoặc phạm nhân do cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện trực tiếp quản lý. 3. Trường hợp trích xuất phạm nhân để phục vụ yêu cầu quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo, khám bệnh chữa bệnh hoặc để chăm sóc con của phạm nhân đang ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ phạm nhân phải đưa đi khám và điều trị bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện ra lệnh trích xuất. 4. Lệnh trích xuất phạm nhân phải có các nội dung sau đây. A. Cơ quan, họ tên, chức vụ cấp bậc người ra lệnh. B. Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, ngày bị bắt, tội danh, thời hạn và nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. C. Mục đích và thời hạn trích xuất D. Cơ quan, người nhận phạm nhân được trích xuất nếu có D. Ngày tháng năm ra lệnh, chữ ký của người ra lệnh và đóng dấu 5. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, bàn giao, lập biên bản giao nhận phạm nhân được trích xuất Trường hợp thời hạn trích xuất từ 2 tháng trở lên và thời gian trích xuất bằng thời gian chấp hành án phạt tù còn lại của phạm nhân được trích xuất thì bàn giao phạm nhân cùng với hồ sơ và giấy tờ, đồ vật, tiền, tài sản khác nếu có của phạm nhân được trích xuất để cơ quan người có thẩm quyền nhận phạm nhân trích xuất, cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù khi hết thời hạn và ghi sổ theo dõi trích xuất. Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cơ quan người tiến hành tố tụng có yêu cầu trích xuất có nhiệm vụ tiếp nhận, áp giải, quản lý phạm nhân và hồ sơ phạm nhân được trích xuất trong thời gian trích xuất. 6. Trường hợp đưa phạm nhân được trích xuất ra khỏi nơi chấp hành án thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu tiếp nhận phạm nhân được trích xuất phải bảo đảm chế độ ăn ở sinh hoạt cho người đó theo quy định của pháp luật trong thời gian trích xuất. Căn cứ lệnh trích xuất, trại tạm giam hoặc Nhà tạm giữ nơi cơ quan điều tra truy tố xét xử có yêu cầu quản lý phạm nhân được trích xuất theo quy định của pháp luật. 7. Trường hợp không đưa phạm nhân được trích xuất ra khỏi nơi chấp hành án thì trại giam trại tạm giam cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện bảo đảm chế độ ăn ở sinh hoạt và quản lý phạm nhân đó trong thời gian cơ quan người nhận phạm nhân được trích xuất làm việc với phạm nhân. 8. Hết thời hạn trích xuất Cơ quan nhận phạm nhân được trích xuất phải gửi thông báo cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu và bàn giao phạm nhân được trích xuất cho trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện để tiếp tục thi hành án. Trừ trường hợp thời hạn trích xuất bằng thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại quy định tại khoảng 5 điều này, nếu có nhu cầu tiếp tục trích xuất thì đề nghị gia hạn trích xuất thời hạn trích xuất và gia hạn trích xuất không được kéo dài hơn thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại của phạm nhân. 9. Thời gian trích xuất được tính vào thời hạn chấp hành án phạt tù, trừ trường hợp phạm nhân đó bỏ trốn trong thời gian được trích xuất. Việc trích xuất không ảnh hưởng đến việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện của phạm nhân. Điều 41. Khen thưởng phạm nhân 1. Trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, có thành tích trong lao động, học tập hoặc lập công thì được khen thưởng theo một hoặc nhiều hình thức sau đây: A. Biểu dương, B. Thưởng tiền hoặc hiện vật, C. Tăng số lần được liên lạc bằng điện thoại, số lần gặp thân nhân, số lần và số lượng quà được nhận. 2. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an, giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng. Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu quyết định khen thưởng phạm nhân. Việc khen thưởng phải bằng văn bản được lưu vào hồ sơ phạm nhân. Phạm nhân được khen thưởng có thể được đề nghị xét nâng mức giảm thời hạn chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật. Điều 42. Giải quyết trường hợp phạm nhân bỏ trốn. 1. Khi phạm nhân bỏ trốn trại giam, trại tạm giam cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải tổ chức truy bắt, báo cáo về cơ quan quản lý thi hành án hình sự và thông báo cho viện kiểm sát có thẩm quyền. Trong thời hạn 24 giờ khi phát hiện phạm nhân bỏ trốn mà việc truy bắt không có kết quả thì giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an, giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt Mọi trường hợp phạm nhân bỏ trốn đều phải được lập biên bản, áp dụng các biện pháp ngăn chặn điều tra xử lý theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 2. Phạm nhân đã bỏ trốn ra đầu thú thì cơ quan tiếp nhận phạm nhân đầu thú lập biên bản xử lý theo thẩm quyền hoặc giao phạm nhân đó cho cơ quan thi hành án hình sự nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật. Điều 43. Xử lý phạm nhân vi phạm. 1. Phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị kỷ luật bằng một trong các hình thức sau đây: A, khiển trách, B, cảnh cáo, C, giam tại buồng kỷ luật đến 10 ngày. 2. Trong thời gian bị giam tại buồng kỷ luật, phạm nhân không được gặp thân nhân và có thể bị cùm chân, không áp dụng cùm chân đối với phạm nhân nữ, phạm nhân là người dưới 18 tuổi, phạm nhân là người già yếu. 3. Giám thị trại giam Giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện quyết định kỷ luật phạm nhân bằng văn bản và lưu hồ sơ phạm nhân. 4. Trường hợp hành vi vi phạm của phạm nhân có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của giám thị trại giam thì giám thị trại giam ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thuộc thẩm quyền điều tra của mình thì phải kiến nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật. Trường hợp hành vi vi phạm của phạm nhân đang giam giữ tại trại tạm giam, nhà tạm giữ công an cấp huyện có dấu hiệu của tội phạm thì giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện kiến nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 44. Thông báo tình hình chấp hành án, phối hợp với gia đình phạm nhân, cơ quan tổ chức cá nhân tham gia giáo dục cải tạo phạm nhân. 1 trại giam trại tạm giam cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện có trách nhiệm định kỳ 6 tháng một lần thông báo tình hình chấp hành án của phạm nhân cho thân nhân của họ. 2. Trại giam trại tạm giam cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện phối hợp với gia đình phạm nhân, chính quyền địa phương, cơ quan tổ chức cá nhân quan tâm động viên phạm nhân tích cực học tập, lao động, rèn luyện để được hưởng sự khoan hồng của nhà nước. Hỗ trợ các hoạt động giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù. Điều 45. Tái hòa nhập cộng đồng. 1. Trại giam trại tạm giam cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện có trách nhiệm tổ chức chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng trước khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Nội dung chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng bao gồm: A. Tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý. B. Định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm. C hỗ trợ một phần kinh phí từ quỹ hòa nhập cộng đồng của trại giam. 2. Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện tái hòa nhập cộng đồng bao gồm: A. kinh phí do ngân sách nhà nước cấp. B. quỹ hòa nhập cộng đồng của trại giam và các quỹ khác theo quy định của pháp luật. C. nguồn đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác. 3. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng bằng các biện pháp sau đây. A. Thông tin truyền thông giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng. B. Dạy nghề giải quyết việc làm. C. Trợ giúp về tâm lý và hỗ trợ thủ tục pháp lý. D. Các biện pháp hỗ trợ khác. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 46. Trả tự do cho phạm nhân. 1. Hai tháng trước khi phạm nhân hết thời hạn chấp hành án phạt tù, trại giam trại tạm giam thuộc bộ công an bộ quốc phòng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện ủy ban nhân dân cấp xã cơ quan tổ chức nơi người chấp hành xong án phạt tù về cư trú làm việc bộ ngoại giao trong trường hợp phạm nhân là người nước ngoài nội dung thông báo bao gồm kết quả chấp hành án phạt tù hình phạt bổ sung mà phạm nhân còn phải chấp hành và thông tin cần thiết khác có liên quan để xem xét sắp xếp tạo lập cuộc sống bình thường cho người đó. Trường hợp không xác định được nơi người chấp hành xong án phạt tù về cư trú thì trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, đề nghị với ủy ban nhân dân cấp xã nơi phạm nhân chấp hành án hoặc cơ quan tổ chức khác để tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù về cư trú. Hai vào ngày cuối cùng của thời gian chấp hành án phạt tù trại giam trại tạm giam cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu hoàn chỉnh thủ tục theo quy định của pháp luật để trả tự do cho phạm nhân cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù cho người đã chấp hành xong án phạt tù cấp khoản tiền từ quỹ hòa nhập cộng đồng cấp tiền tàu xe tiền ăn trong thời gian đi đường trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc trả lại đầy đủ giấy tờ, đồ vật, tiền tài sản khác mà phạm nhân đã gửi tại nơi chấp hành án phạt tù quản lý. 3. Trường hợp phạm nhân được trích xuất để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử mà thời gian trích xuất từ 2 tháng trở lên và thời gian trích xuất bằng thời gian chấp hành án phạt tù còn lại thì cơ quan có thẩm quyền nhận phạm nhân được trích xuất có trách nhiệm thông báo theo quy định tại khoản 1 điều này, cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, trả tự do cho người được trích xuất và giải quyết các thủ tục nghĩa vụ quyền lợi ích có liên quan của người được trích xuất theo quy định tại khoản 2 điều này nếu người đó không bị tạm giam về tội khác theo quy định của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền. 4. Phạm nhân là người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt tù thì được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù và lưu trú tại cơ sở lưu trú do cơ quan quản lý thi hành án hình sự chỉ định trong thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh. 5. Cơ quan đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù có trách nhiệm gửi giấy chứng nhận đó cho Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia. Tòa án đã ra quyết định thi hành án. Cơ quan chịu trách nhiệm thi hành các hình phạt bổ sung, cơ quan được thông báo quy định tại khoản 1 điều này và thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định hình sự. Điều 47. Thi hành quyết định tiếp nhận chuyển giao đối với người đang chấp hành án phạt tù. 1. Thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam để chấp hành án được thực hiện như sau. A. Khi có quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao từ nước ngoài về Việt Nam để chấp hành án, cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tổ chức tiếp nhận và bàn giao người bị kết án cho trại giam theo quyết định của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an. B. Chế độ quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo, quyền nghĩa vụ của người chấp hành án phạt tù được chuyển giao, được thực hiện theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài được thực hiện như sau. A. Khi nhận được quyết định thi hành án quyết định chuyển giao người đang chấp hành thi hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài, trại giam có trách nhiệm bàn giao phạm nhân cho cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Việc bàn giao phải được lập biên bản, lưu hồ sơ phạm nhân. B. Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp có nhiệm vụ áp giải người được chuyển giao đến địa điểm và vào thời gian do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước yêu cầu chuyển giao thỏa thuận trước bằng văn bản. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này.